Giữa một xã hội đang tranh giành quyền lực, tiền bạc để hưởng thụ, thì lại xuất hiện một thầy có tên là Thích Minh Tuệ, đi bộ từ Nam ra Bắc để khất thực. Thầy Thích Minh Tuệ xuất thân từ Kỳ Anh, Hà Tĩnh, lớn lên vào Nam, học trường Đại học Nông nghiệp Tây Nguyên, rồi làm trưởng phòng địa chính huyện Gia Lai, Đắk Lắk, một chức vụ mà nhiều người mơ ước. Thầy đã từ bỏ tất cả danh vọng chức vụ, rồi chọn pháp môn tu tập theo 13 hạnh đầu đà. Sau đây là những nhận định của tôi. Đầu tiên, tôi luôn trân trọng và quý mến thầy Thích Minh Tuệ. Thứ hai, Thượng Đế muốn con người tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tự do tìm kiếm chân thiện mỹ. Thứ ba, Thượng Đế muốn đa dạng về chủng loại, đa dạng về ngôn ngữ, đa dạng về chính trị, đa nguyên đa đảng. Còn tôn giáo thì sao? Có đa dạng không? Tôi không dám trả lời. Thứ tư, chỉ có tình yêu, lòng từ bi, bác ái là nhất quán. Và cuối cùng, xin hãy bảo vệ thầy Thích Minh Tuệ như bảo vệ quyền tự do, nhân quyền của con người. Trước giờ tôi không viết bài về thầy Thích Minh Tuệ, không đưa clip, hình ảnh hoặc bàn về hiện tượng của thầy. Đó là vì tôn trọng sự tự do chọn lựa và hạnh lượng của thầy. Đó là cũng là cách thể hiện sự tôn kính đối với một người hình hài nhỏ bé nhưng đã đủ mạnh từ bỏ được ít nhiều tham sân si, chọn hạnh lượng tu khổ hạnh để tìm đến sự giải thoát mà hiếm có người trong thời đại này làm được. Tôi kính phục hành nguyện và sự dũng mãnh được thể hiện trong bản tính, chứ không thần tượng con người bằng thể xác của thầy. Cũng như vậy, tôi chưa bao giờ thần tượng bất cứ con người bằng xương bằng thịt nào. Và trong tôn giáo, tôi tôn kính giáo pháp nào đưa con người đến sự hạnh phúc, an nhiên, tôn kính lòng từ bi, trí tuệ sáng suốt, dũng mãnh, giải thoát con người khỏi vòng sinh tử luân hồi khổ ai kia, và tôn kính những bậc đã chứng ngộ được cảnh giới này. Với cá nhân tôi, thầy Minh Tuệ là một hình ảnh bình thường với một người đã quyết định chọn cho mình con đường độc hành, đang trên chặng đường tu tập để có một ngày có thể chứng ngộ. Thời gian cần để làm được có thể ngắn hoặc dài, ngắn thì trong đời này đủ duyên, đủ căn cơ, thầy sẽ chứng ngộ một phần. Thời gian dài hơn thì phải cần nhiều đời, nhiều kiếp mới có thể chứng ngộ. Nếu con người có thể hiểu sự tu tập phải gian khổ lâu dài như vậy và thành quả đạt được xứng đáng thế nào thì đa phần sẽ không ngạc nhiên hay chống phá những người tu hành như thầy. Vậy tại sao thầy Minh Tuệ lại trở thành hiện tượng trong mắt người Việt Nam hiện nay? Bởi vì chánh pháp đã đến thời mạt pháp, đạo đức suy đồi nên một người làm điều bình thường cũng sẽ trở nên bất thường. Thầy Minh Tuệ chọn con đường độc giác, không cần minh sư, không cần chùa tự để ở, không cần tham gia tăng đoàn. Điều này là bình thường, không có gì phải lạ lắm. Thời sau khi Đức Phật tại thế, hàng xa số vị đã chọn con đường độc giác này để tu tập. Họ lánh trong những hang núi sâu không có người ở để tu. Khi chứng ngộ, họ tự biết chứ người bình thường thì ít ai biết đến họ. Bởi vậy trong giới tu Phật có câu, ai tu nấy chứng là vậy. Người chứng ngộ là người khiêm hạ, họ luôn tỏ ra là người bình thường. Chỉ khi nào họ tịch thì họ may mới để lại vài chứng tích cho người đời để biết rằng họ đã chứng ngộ. Vì thời mạt pháp, người tu hành như vậy quá hiếm hoi nên khi thầy Minh Tuệ chọn pháp tu này thì trở thành hiện tượng cho đa phần soi mói và thần tượng. Cả hai trường phái này đều có hại cho thầy. Soi mói đánh phá thì rõ ràng có hại rồi, nhưng thần tượng thầy quá mức cũng sẽ hại thầy. Thứ nhất, sự sùng bái, tập trung đông người quá mức sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sự thanh tịnh mà thầy cần có. Thứ hai, nếu người chưa định tâm, sự thần tượng dễ làm lung lay tâm tính, sinh ra kiêu mạn, mà điều này không trách được người tu, họ cũng chỉ là người tu tập, chưa chứng ngộ thì có bị vướng mắc cũng là điều bình thường. Và thứ ba, sống dưới chế độ cộng sản, thầy càng được kính phục, càng nhiều người theo công khai sẽ không tránh khỏi bị cộng sản quy chụp, con đường tu tập của thầy sẽ gian nan và có khi phải dừng lại. Vì vậy, nếu quý vị nhìn xa trông rộng, hãy nhìn thấy Minh Tuệ như một người bình thường, một người đang chọn con đường tu hành bình thường và không có gì lạ lắm. Hãy kính trọng nhân cách của thầy, kính phục sự dũng mãnh của thầy, nhưng đừng đánh phá hay thần tượng thầy. Hãy để cho thầy
thầy có sự thanh tịnh để tiếp tục hành nguyện của thầy. Thay vì đánh phá hay thần thượng thầy, quý vị nên nhìn nhận cách của thầy rồi sửa đổi tâm tánh của chính mình. Khi con người bớt tham sân si thì xã hội sẽ trở nên yên bình hơn và tươi đẹp hơn. Khi người Việt Nam còn chưa hiểu nhiều về đạo pháp và hành xử chưa văn minh thì xã hội sẽ không phát triển. Nhà cầm quyền đạo đức suy đồi, trí tuệ u tối thì làm sao mà đất nước được tươi sáng, tôn giáo cũng vì vậy mà ngày càng u ám. Thích Ca Mâu Ni, người mà những ai đã từng tìm hiểu về cuộc đời sẽ thấy rằng con đường tu hành của Ngài không hề bằng phẳng. Trải hoa hồng từ khi khởi sự và đến khi tìm được bờ giác. Cho dù tương truyền ngay khi vừa ra đời, Ngài đã có đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp khiến nhân gian dễ nhầm tưởng rằng Ngài sinh ra là để thành Phật mà không cần phải vượt qua thử thách nào. Rời bỏ cung điện xa hoa với vợ đẹp con khôn, cuộc đời nhung lụa, Ngài với tên tục là Tất Đạt Đa đã từng chọn sai con đường tu hành, nhận thấy không tiến bộ, Ngài lại chọn con đường tu khổ hạnh. Sau 6 năm, Ngài vẫn chưa tìm được sự giải thoát khỏi sinh lão bệnh tử, ngoài một thân thể ngày càng suy kiệt. Vào một ngày khi đang thiền định, Ngài chợt bừng tỉnh khi nghe thấy người nhạc công dày dặn kinh nghiệm chỉ dạy học cho rằng các sợi dây của đàn nguyệt không nên quá căng hoặc quá chung. Nếu căng, chúng sẽ đứt, và nếu chung, âm thanh phát ra sẽ không đúng nữa. Nghe được điều này, Ngài chợt hiểu về con đường trung dung phải đi sau khi đã từng đi từ phía khổ hạnh nhưng bất thành. Tìm được con đường đúng chưa phải là xong, Ngài còn phải đối diện với sự quấy phá, can nhiễu từ tà ma trong khi đang thiền định dưới gốc cây bồ đề. Tà ma Mara đã phái ba đứa con gái của mình, bao gồm ái dục, bất mãn, tham vọng, hóa thành ba cô gái xinh đẹp để quyến rũ. Sau đó lại cử một đội quân quỷ dữ tới tấn công Ngài, gây mưa dòng, mưa đá, vũ khí, than hồng và cuối cùng là bóng tối, nhưng đều không khuất phục được ý chí của Ngài. Hôm nay, giữa dòng đời ô trọc và đầy lý tài, giữa tiếng nhặn, tiếng ve, tiếng giấy polymer sột soạt từ chốn cửa thiền, cũng có vị sư đang lặn lội chân đất trên đường thiên lý tìm con đường giải thoát cho mình, thì sự trợ giúp, quấy phá, các nhiễu của người đời cũng nên xem là thử thách cần thiết. Nhìn những người quét đường, cúng dường xen lẫn những chiếc điện thoại quay phim soi mói, những sự xua đuổi, gây khó, kể cả lời vô nhân đạo của kẻ đố kỵ cũng cạo đầu, khoác áo nâu song song hành với bước chân sư. Chẳng phải ta đang thấy những hiện thân của chính họ từ hơn 2.000 năm trước hay sao? Của hai cô bé vắt sữa bò cúng dường cho Ngài, của quỷ Mara cung phô số tài ương, của ái dục bất mãn tham vọng đang ngập nước thành đạo của vị chân sư. Tôi nghĩ cứ để mọi chuyện tự nhiên như các Thích Ca vượt qua khổ nạn, tìm ra con đường cho chính mình và chỉ nó cho chúng sinh. Hơn nữa, xem ra chúng cũng chính là nghiệp chướng, là khổ nạn của sư Minh Tuệ trong đời tu hành. Sư có thể vượt qua hay không thì cũng nên thấy bình thường, chưa vượt qua được là vì nghiệp còn nặng, duyên còn mỏng. Và nếu đã là chân sư thì không lần này vẫn có lần khác, không con đường này thì con đường khác, thậm chí không kiếp này thì kiếp khác. Và cho dù là lần khác, con đường khác hoặc kiếp khác thì lại vẫn có những khổ nạn khác song hành. Cứ nhìn cuộc đời tu hành của Thích Ca thì thấy tu là sửa, không chỉ muốn mà thành hoặc nhanh mà được, mọi sự cứ để tùy duyên. Sau đây là 13 câu nói của thầy Thích Minh Tuệ. Đầu tiên, con đi tu là để giải thoát. Thứ hai, hàng ngày con chỉ xin ăn một bữa, con không nhận tiền của ai. Thứ ba, y áo con mặc là may từ vải con nhặt từ nơi nghĩa địa, ven đường thùng rác. Thứ tư, bình bát là con chế từ nồi cơm điện người ta cho con. Thứ năm, đời là vô thường, sống ngày chết mai, đâu ai biết, nên con phải sớm đi tu, lỡ mai chết thân này thì con đâu còn cơ hội để đi tu. Thứ sáu, con mong sớm thành chánh quả để báo hiếu cho cha mẹ. Thứ bảy, giờ đây con coi mọi người đều là anh em cha mẹ con, trong lòng con không còn ích kỷ thù hận. Thứ tám, con coi tất cả mọi người trong thế gian đều bình đẳng. Thứ chín, giờ nếu anh có chửi con vẫn coi anh là bạn. Thứ mười, người ta có đánh con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến họ. 11. Mọi người hãy cố gắng giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống bia rượu. Thứ 12.
con nguyện ước chúc cho mọi người được hạnh phúc. Thứ 13, mọi người đừng lạy con mà hãy lạy Phật Pháp Tăng Nhĩ. Trích những lời chia sẻ Phật Pháp của Thầy Minh Tuệ. Mời cộng đồng cùng theo dõi bức tranh của Thầy.